Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai hiện trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống của Đại Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em quay trở lại với vườn mai của chị Thủy ở Chợ Lách Bến Tre, chia sẻ cùng quý cô chú mình một lô mai siêu bông Bình Lợi với lại siêu bông Sài Gòn ghép form mai tàn cây lớn nha cô chú. Có thêm giống mai Nhị Ngọc Tần nữa ạ. Quý cô chú anh chị mình thích sưu tầm giống mai nào mình liên hệ với chị Thủy giúp em cô chú ha. Em xin phép được clip chia sẻ luôn ạ. Chào bà chủ ơi. Rồi hôm nay em tải lại kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang thì em xin chào cô toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho em ha. Thì hôm nay em tải lại kênh thì em giao lưu với cô chú anh chị em một lô mai tàng thông phong cao ha, là ghép siêu bông Sài Gòn rồi Nhị Ngọc Toàn và siêu bông Bình Lợi nha cô chú anh chị. Đầu clip hôm nay thì em vô luôn là mã số 11B nha cô chú anh chị. 11B là một cây siêu bông Sài Gòn tàng thông ha. Cây phong cao luôn nha quý cô chú. Cây phong cao chi đều đều lắm nha cô chú anh chị. Giống này giống của chú Sáu Bình Dương nha cô chú anh chị. Siêu bông Sài Gòn, cây này ghép vào phong mai tàng mà phong lớn nha cô chú anh chị nha. Vậy mình lấy bo đã luôn á cô chú. Cái vội không là cốt cành thì mệt luôn cô chú anh chị nha. Quanh tại điểm này mình được 24. Cao cây này chắc cỡ mét 7 đi nha cô chú anh chị. Em đo không tới đầu đâu tôi. Cây này cho cao mét 6 đi, để mét 7 nhiều khi không biết tới không, cho mét 6 đi cho dễ. Tán ngang là mình được là 122. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá 4 triệu em bao phí ship nha. Dạ 4 triệu nha cô chú. 4 triệu là mình có một cây siêu bông Sài Gòn to ơi là to luôn, về tầm một tước sân là một cây tàng thông ha, để mình hưởng thụ những cái bông đẹp của nó ha. Dạ. Cây mã số 2 nha cô chú anh chị. Tiếp theo là cây mã số 12, cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nữa nha cô chú anh chị. Dạ. Ghép form mai tàng phong cao nha cô chú ha. Đó, cây này quá đẹp luôn cô chú anh chị. Nói chung là cái lô này thì em được cũng mấy chục cây thì thấy nó đạt tiêu chuẩn. Nó cũng đang đi thêm cơ độc mới nữa với cô chú anh chị. Mình ghép thì đủ chi đều tàn hết trơn luôn ha. Cái này thì chi đồ nó sát cái này quá vậy rồi không biết sao đo nè. Dạ thấp thân thấp luôn á với cô chú anh chị. Ê. Trời em đi tới đo luôn á nè. Này chắc em có phần thấp quá em đo xích tinh đây cho cô chú anh chị. Quanh ngang cái cổ này là mình được 21. Dạ. Còn dưới đây chắc ở dưới này thì mình tới 28 lận nha cô chú anh chị. Chiều cao cây này thì mình được có 1m36. Dạ. Tán ngang là mình được 1m12. Rồi cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình giá cũng chỉ 4 triệu em bao phí ship nha. Nhà tàn thông lớn luôn nha cô chú anh chị. Siêu bông Sài Gòn. Dạ. Dạ cây mã số 3. Tiếp theo mã số 13B. Rồi cây này cái tàn thùm lum luôn rồi cô chú anh chị nha. Nói chung là mấy cây siêu bông Sài Gòn này cây nào cũng đẹp hết nha cô chú anh chị. Cây này form rất là cao, mình ghép rất là nhiều chột ghép luôn á cô chú anh chị. Cây này giờ lấy bo đã luôn nha. Hoành thân tại điểm này mình được 24 ạ. Giúp phô mây tàn chi cành đóng có diện luôn nha cô chú. Chiều cao cây này cỡ 1m6 nha cô chú anh chị. Tán ngang là mình 1m37. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 4.200.000 nha. Dạ 4.2 triệu. 4.2 triệu là mình có một cây siêu bông Sài Gòn quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Nó cũng đang đi thêm cơ độc non mất được luôn á cô chú anh chị. Dạ mã số 14B. Dạ, tiếp theo mã số 14B cũng là một cây siêu bông Sài Gòn nữa nha cô chú anh chị. Dạ. Cây này cái tàn thùm lum mà thoát thân thấp nhìn nó lục cây lắm nha cô chú anh chị nha. Cây này quá đã luôn. Cây này mình ghép đủ chi đều tàn hết trơn rồi cô chú anh chị. Thoát thân thấp mà có cành lật luôn ha. Hoành thân đến này được 24 rưỡi em tính 24 nha. Dạ.
Cây này là được 1m36. Tán ngang là mình được 1m124. Rồi cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 4 triệu thôi nha. Dạ 4 triệu siêu bông Sài Gòn ghép phô mai tàn, cây phong lớn nha cô chú anh chị. Dạ lại mã số 15. Để tiếp theo mã số 15 B. 15B là một cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Dạ, cây lùng lực luôn nha cô chú anh. Cây này lùng lực luôn, cây này quá đã luôn. Cây này có bút độ xanh gì mình ghép mặt bông ha cô chú anh chị. Ghép với phôi mai vườn sát lớn luôn nha cô chú anh chị ha. Bự đế quá đã luôn. Dạ rồi. Hoành thân cây này là mình được là 38. Dạ. Chiều cao là 107. Tán ngang là mình được 97. Rồi cây này em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ 5 triệu thôi nha. Dạ, cây này hoành to sắc lớn lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Chọn số 16 B. Rồi tiếp theo mã số 16B là một cây siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Dạ, cây này mình ghép với phô mai tàn nha cô chú anh chị ha. À, cây này cũng phô cao nữa nha cô chú. Nó đang đi cơi đọt mướt ruột luôn á cô chú anh chị. Cái cây này cái thân nó ngộ lắm nha cô chú anh chị, nó y như thằng cùi vậy. Em biết nó bị gì nè, giống cùi vậy, em nói nó y như thằng cùi. em không biết nó nói sao nữa, nó xù xì lên mà nó làm gì nó y như cùi vậy, không biết nữa. Cái này cô chú anh chị mình dưỡng lại cắt bo được ngon lành luôn á. Cái này này không biết là phải nó bẻ cái này lên là nó lên xù nó nuôi như vậy hay không em không biết ha, nhưng mà nó ngộ lắm, nó xù xì như vậy á. Thất thân thấp luôn hả? Nó thất thân rất là thấp. Hoành tại điểm này là mình được là 27,5. Em tính 27 nha. Dạ. Chiều cao là được 125. Tán ngang là mình được 94. Rồi cái này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 4,5 triệu. Dạ. Rồi một cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là 5 triệu nha cô chú anh chị. Dạ 5 triệu nha cô chú, cây này lấy bo được siêu bo luôn á cô chú anh chị. Đang đi ra chèo nách từ dữ lắm luôn nha cô chú nha. Số 17. Tiếp theo mã số 17 cũng là một cây siêu bông bình lợi nữa nha cô chú anh chị. Dạ, dáng trực tàn thông. Ôi cây này quá VIP luôn. Dáng trực mà tàn thông chi quá trời quá đất đều. Mà cây này thì nó lên xù da me luôn cô chú anh chị, đều cái gốc luôn. Dạ. Hoành thân tại điểm này là mình được 30, còn tí xíu nữa là 31 á. Dạ. Em tính 30 đi. Chiều cao là được 114. Tán ngang là mình được là 99. Rồi một cây này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là 4,7 triệu nha. Dạ 4,7 triệu nha cô chú. 4,7 triệu là em bao phí ship luôn ạ. Mã số 18. Tiếp theo mã số 18B nha cô chú anh chị. Cái này phong cao 18B thì cũng là một cây siêu bông bình lợi luôn nha. Cây quá trời quá đất luôn á cô chú anh chị. Cái này mình ghép đều tàn hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Cây này là về là mình chơi là Tết nay là thành y như một cây thông luôn. Nó đâm chèo nắp lá là quá trời luôn. Cây rất là khỏe. Hoành thân được 25. Dạ. Có thân thấp luôn hả? Chiều cao là 122. Tán ngang là 104. Rồi cây này em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá chỉ là 5 triệu nha. Dạ. 5 triệu nha cô chú anh chị. 5 triệu là em đã bao phí ship cho cô chú anh chị em gần xa mình ha. Dạ. Mã số. Tiếp theo mã số 19B.
Cây này cũng phơm cao tàn thông luôn á cô chú chị nha. Dạ, đang đi cây đọt mốt cược luôn cô chú chị. Quỳnh thân là được 25. Dạ, đa số là mình ghép với phơm mai tàn cô chú chị ha. Chiều cao là 122. Tán ngang là mình được là 94. Rồi cây này em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá cũng chỉ 5 triệu nha. Dạ, mã số 19B siêu bông mình lại nha cô chú anh chị. Cái này là tàn là nhà, cái siêu bông mình lại rất là khỏe luôn cô chú anh chị. Mã số 20. Mã số 20B. 20B đây là một cây cúc phượng hoàng nha cô chú anh chị. Dạ, cây này cũng phơm tàn lớn mà nó đùng lực nha cô chú anh chị. Cái này thì em con rồi. À, cây nó đã đi dạng cây đọt rồi, nó chuẩn bị nó đi cây hai nha cô chú anh chị. Nó chuẩn bị nè, vừa dạng cây. Cây quá thì ngon luôn cô chú anh chị. Dạ, chỗ ghép là ú nu luôn nha cô chú anh chị nha. Cái phổi chiều cao của phổi nó khoảng chừng gan tay là cô chú anh chị, nó đùng lực lắm luôn. Cái này là cây này dáng, này dáng gì em không biết nữa. Cây mẹ cây con hả? Dạ, em xin chết ra luôn nha. Tổng quanh tại đây là mình được 29,5, em tính 29 ạ. Chiều cao là mình được 100. Tán ngang là mình được 125. Rồi cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị em gần xa mình là giá là chỉ 4 triệu nha. Dạ, 4 triệu là em bao phí ship tới nhà cho cô chú anh chị em mình để có một cây cúc phượng hoàng để mình chơi ha. Cây này ghép dạ mùa chột rồi quá trời to luôn cô chú anh chị. Chột ghép là hoành của chột ghép tầm khoảng 9-10 luôn á cô chú anh chị à. Được to. Dạ. Rồi đây cũng là một cây cuối clip của em hôm nay nha cô chú anh chị. Thì em muốn xin chân thành cảm ơn toàn thể cô chú bác anh chị em gần xa đã xem kênh và đã ủng hộ cho em ha. Em mong rằng cô chú anh chị em mình luôn luôn yêu thương và ưng ý được cây nào thì chọn giúp em ha. Thì em rất là cảm ơn cô chú anh chị em gần xa mình nha. Chào, em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn nha cô chú anh chị.